Dạ, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ, là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác. Thì hiện tại thì cũng có một người người em là cũng ở Bến Lức đây nè, cũng qua giới thiệu. Tại vì hôm nay thực sự thì cũng có rất là nhiều bà con cũng tới Khánh đây á, rồi uống khỏe rồi giới thiệu nhau đó. Bây giờ là mới tới khu vực Bến Lức cho bà cô bác, lúc trước giờ thì hầu như các tỉnh xa không à, xa đi nước ngoài là biết tới Khánh, bây giờ là mới tới gần đây. Thì bây giờ để không mất thời gian nữa thì Khánh cũng trò chuyện với em gái ở đây để hiểu rõ hơn thì bệnh tình của mẹ đó như thế nào đó, thì để chia sẻ thực tế đến những bà con bệnh đau của mình đó, có thể là biết thì tìm tới Khánh thì Khánh sẽ cố gắng là giúp cho bà con nha. Thì Khánh đây, sẵn đây Khánh cũng chia sẻ luôn á, là bắt buộc bà con trực tiếp tới nhà nha, chứ Khánh không có gửi nhân bà cô bác. Tới nhà thì trao đổi trực tiếp luôn để mình đủ cái lòng tin, để đủ tự tin mình để mình về mình uống thuốc. Rồi không, bây giờ Khánh chuyển máy quay lại đây. Ok, hiện tại đi. Để Khánh đặt máy đi. Rồi chuyển chút xíu, cái máy quay Khánh đây nha. Rồi. Đây nè, em gái lấy thuốc cho mẹ nè, thấy thương luôn bà cô bác ơi. Rồi mẹ em là bị sao? Mẹ em bắt đầu là bị tiểu đường với khớp, rồi xong rồi sưng tay sưng chân rồi lên á. Xong rồi giờ đi mà đi thì đi cà lết nhưng mà nó bị rau rác cái bằng lòng bằng chân á. Nên là cái anh Thọ đó họ mới nói anh uống bên thuốc anh hay anh chỉ. Anh nói anh đi không được luôn, thời gian anh không có ghé bên em á. Rồi mới gặp ảnh lại hỏi anh sao lâu không ghé, anh nói anh bị khớp á, không được, rồi anh nói uống thuốc bên anh hết anh chị. Rồi nên qua đây lấy. Rồi để có gì anh lấy một hũ rượu ra đi, rồi vừa trò chuyện anh giải thích hướng dẫn luôn cho chi tiết luôn ha. Dạ. Nói mẹ ôm cái hũ ra giùm ba đi con. Cũng ở trọ. Đây. Này là nghe nói là nặng nên là lấy cái hũ uống được luôn á. Dạ. Chứ thường thường là phải đặt. Phải uống liền luôn được ha. À, thầy nghe nói là mẹ nói bị tiểu đường nên là sợ tiểu đường nó dễ bị biến chứng lắm. Dạ. Nên là lấy cái hũ uống được luôn. Dạ. Chứ trong chổng là ngâm ở chổng là ba mươi mấy hũ, chút xíu cái chú ở Dầu Tiến xuống đây là lấy cái hũ đặt lần sáu hũ luôn á. Dạ. Nè anh chỉ. Cái chân em khi ngồi xuống mình đứng lên nó đau á. Dạ là em cũng bị nhức mỏi để anh đó. Em cũng bị tê, ngồi lâu hồi là cái tê mình bị chân, cái chân nó tê luôn á. Nếu mà em làm bên châm cứu bấm nguyệt hay massage là thường là bị đó hết à? Hôm nay hầu như là anh thấy mấy cái tiệm massage trên Sài Gòn á là lấy là gì uống nhiều nhất á. Tại vì mình cử động cái mấy cái khớp mình nhiều á. Em chắc cái đồ em chắc ly này luôn quá. Như mình chưa có bị gì là uống được không? Như ba em là uống ngừa rồi được không? Được. Em có bị tim mạch gì không? Bình thường. Không bị phải không? Nếu mà bình thường tim mạch uống được hả? Không, tiêu mạch thì mình uống ít hơn thôi. Dạ. Chứ không phải là này uống đầy luôn được đúng không? Tối đa một ly này thôi. Trời, uống mà thấy cầm phải uống ngọt kêu. Uống nước, quên lấy nước nữa. Uống nước suối đi ha, nước mát ha. Dạ. Em cho uống nước ha. Vì lắc đầu đây, khẩu trang ngồi mà lắc đầu luôn rồi. Này đặc biệt á là mình khoan uống nước liền nha. Dạ, tim mạch là uống ít là phải không? Uống một nửa khoan uống nước. Anh để sẵn thôi. Bao lâu mới uống được? 15 phút sau mình uống nước. Tại vì á mình cay muốn chết. Thì đúng rồi, mình phải để đừng cho cái cơ thể mình nó ngấm vô hết cơ thể của mình đó. Uống như 15 phút là mới uống nước. Đúng rồi, 15 phút sau mình uống nước. Còn mẹ muốn thuốc bắc là gì cứ 1 tiếng rưỡi mới được uống. Đúng rồi, 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi. Ít nhất là 1 tiếng nha. Mình uống thuốc bình thường thôi. Và tại vì thường thường mình bị cảm sốt hay gì mình cần uống thuốc tây á. Dạ. Thì mình vẫn uống bình thường. Nè cái nhà mình về. Cái này anh có ghi ngày hết nè. Bây giờ uống được rồi. Uống được rồi mình về mình chiết ra. Mình dặn mẹ là ở đâu? Chắc ở vùng quê hả? Ở đây luôn hả? Dạ. Mình về. Nếu nè mình đảo lên vậy nè. Xong rồi mình rót ra chai nha. Dạ. Mình rót ra chai này nè. Hoặc chai nước suối của mình á. Mình rót ra một lần mình để dành mình uống, chứ mình đừng có giống như mỗi lần mình uống mình bút ly, mỗi lần uống bút ly thì nó sẽ bay hơi. Dạ. Rồi mình uống rồi nếu mà hết bệnh rồi á thì mình tối đa mà 4 tháng mình chắc ra nha. Dạ. 4 tháng mình chắc ra trong mấy cái chai thủy tinh của mình á. Mình chắc ra mình để đó, mình để bao nhiêu năm mình uống cũng được. Tại vì á
mình uống khoảng giống như là nó lưng xuống đây nè, cái sát ở trên đây nó sẽ hút cái thuốc của mình lên, nó làm mất cái thuốc của mình thôi. Dạ. Chứ không có vấn đề gì hết. Dạ, uống hết nước này là cỡ 3 tháng hả anh? Hết như đó rượu là 3 tháng. Ba hổm này hầu như là người nào uống thuốc này là uống. Ừ, đứng nắng con gái qua đây chọn bà cô bác này đi vô mẹ trong. Em ba đứng hồi là ba đứng ba bị mỏi á. Thế tại xong đứng cái bắt đầu chân nó đau, ba rác tối nay ba phải mang dế. À. Mang hồi bắt đầu nóng. Nóng xong rồi cái ba rác mình làm bằng chân á. À. Rồi đi bóc thuốc nè. Mà có đi khám bên Tây y lần nào chưa? Bên nhà bệnh viện hả? À. Có. Vậy khám thì nó cũng mới đưa thuốc uống đó. Mà bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh gì? Thì bị tiểu đường và nó biến chứng qua khớp rồi này kia vậy đó. Bị chắc bị viêm khớp á. Dạ viêm khớp. Người ta nói bị viêm khớp. Viêm khớp á, thường đó là viêm, đó là viêm đa khớp. Dạ. Viêm đa khớp tức là tất cả các khớp đều bị hết á. Đúng rồi. Mà tại cái chân của mình là mình đứng mình phải đi chịu nhất lực tài, là nó sẽ nhức. Rồi chân thì rát. À. Rồi. Vậy đúng rồi. Dạ. À con chào ông bà cô bác đi vô trong nha. Vô trong đi, vô trong ngồi đi. Đi để ba nói chuyện với cô để hướng dẫn cô về uống thuốc nha. Bữa nay có bà mà mình uống hết nửa bình, ví dụ hết bệnh là mình cắt hả? Mình cắt nhưng mà mình uống duy trì. Dạ. Tại vì cái lại. Giống như cái xương của em là nó bị mục rồi. Dạ. Là em không có thấy mình uống vô cái mình giảm rồi đó. Thì mình phải uống duy trì. Dạ. Uống duy trì để cho cái xương mình nó hồi phục lại đi, mấy cái khớp của mình nó bị thường thường lớn tuổi hoặc là bị bệnh là nó sẽ bị khô khớp. Mình sẽ uống để cho nó hỗ trợ, để cho nó phát triển trở lại. Dạ. Dễ uống mà phải không? Dạ. Mẹ đầu cái cay ngồi hồi hết rồi. À. Tại vì nãy dặn là đừng có uống nước liền nha. Dạ. Để cho giống như nó ngấm trong hết cho hết cơ thể của mình á. Dạ. Cho mạch máu của mình nở ra. Là cả 15 phút là... Đúng rồi, 15 phút sau mình uống nước. Dạ. À. Dễ mà. Dạ. Anh cho em... Còn vấn đề gì cần hỏi thì hỏi nha. Dạ. Có gì hôm ấy thì điện anh có hỏi. Gì điện nhắn tin rồi đó. Dạ. À, anh là ngân hàng Vietcombank á. Mấy bà dì mấy bà cô dưới quê được cũng bị nhiều lắm, để mẹ muốn hết mới giới thiệu. Em ở đâu? À, quê Đức Huệ. À Đức Huệ rồi. Quê mà mẹ em mới về nhà về đây ở nè. Ừ. À, em mở tiệm bên đó ha, hay là làm trong cái làm trong chị đó chỗ chị điện anh đó. À. Bà cũng nói là anh đó cho bà anh đó anh pha nước nhì cho bà uống rồi. Trời đó mà bà hết. Nhì. À, giờ mà ông uống bên anh lâu rồi đó. À, nước nhì đó nhưng mà bà bữa đó bà ngồi không mà bà cũng bị giật nữa. Rồi đấy. Uống của anh đó rót cho bà hai xị. Các bà uống hết, các bà thấy bớt. Bà thấy bớt xong rồi ổng rót con trai nữa mà mới rót đem vô. À vậy nước nhì nên là mà cho nhiều vậy. Dạ nhưng mà bà hết nha. À. Nhưng mà bà hết bệnh. Tại vì nước nhì á, lúc đó nó cái chất nó không còn nhiều. Dạ. Giống như em nghĩ nước cốt dừa em dắt rồi, nước sau nó đâu còn nhiều đâu. Dạ. Ừ. Vậy là em cũng mới vô luôn. Dạ đúng rồi. Ừ. Chị ngồi lâu lâu chị bị giật cái chân hết rồi. Chứ mà thiệt bà giật thiệt lúc trước em có ở đó đó. À. Em biết bà bị vậy, bà nói chị uống mới có hai xị mà nó hết, mà nước nhì nữa đó. Rồi thôi cái em uống nước được chưa, hai chút nữa. Được rồi, em uống đi. Ý là em chở đi về để trước cổ xe vậy đó, chạy có bể đi đưa về cho mẹ hả? Tức nó bể được mà, để bỏ vô bịch. Tại nhà em bên kia cầu Bến Lức sáng bể lên đó. À còn em ở bên đây mà nó anh cũng thường đi quay hoàn cảnh bên đó. Ôm đi, ôm ra xe đi. Để anh bỏ vô bịch đi, xách cho dễ. Đứng làm sao phải quay, đã rồi đứng trước chịu đứng sau. Nó ghệ nhiều cũng sợ ghệ, nó thấy nó đi bắt thuốc. Đi bóc thuốc cho mẹ mà sợ ghệ thấy. Thấy nó mới thương, nó còn hứa thảo. À đúng rồi. Em ghệ cái này á. À để có gì anh lấy thôi, anh lấy ra cho. Chứ nhiều người á thấy nhà bệnh đau rồi xong rồi cái trời ai giới thiệu này kia. Dạ. còn nói nữa, ngay cả những ba mẹ kêu đi luôn á mà không chịu đi còn nói lại là uống tầm bậy tầm bạ. Cho nước, em gửi thêm nước. À được em, uống nước đi. Không tới nhà không trà thì mẹ em nghe nói về nên rượu thuốc hay bà hỏi em đi từ sáng giờ em nói ta hẹn một giờ mà là mẹ có xem qua chắc hôm qua em có, mới gửi hôm qua gì gửi cho mẹ coi mà không có về bà uống sao bà nghe cay cay về em ép cho bà uống về uống dễ uống mà rồi có người mà 87 tuổi 94 tuổi uống cũng uống được rồi đó. Dạ.
này uống vô nó cay cay lúc đầu thôi chứ bình thường. Ra. Uống xong rồi ra chặt tàu dừa luôn á. À, em cảm ơn anh nha. Rồi, em về nha. Rồi. Đây giờ em gái đi về đây ông bà cô bác. Còn em nó đi nữa kìa. Trời ơi. Đây em gái nó về đi về đó. Ông bà cô bác không thấy cũng thấy thương, thấy mẹ ở nhà bệnh đau xong rồi cũng giới thiệu qua một giới thiệu. Ê, qua giới thiệu của một người anh, người anh là uống thuốc ở đây rồi uống khỏe. Xong rồi á cũng hướng dẫn và chỉ cho cô đó cái cô chủ đó uống, là cái cô đó là chủ tiệm massage luôn nha ông bà cô bác, massage châm cứu bấm huyệt đó. Xong rồi uống khỏe, tại vì chỉ làm là chỉ nãy em gái đó nói đó là cái tay là bị giật luôn, nên là uống thuốc mà của Khánh xong rồi bây giờ khỏe rồi, rồi mới giới thiệu. Thật sự thì Khánh cũng không biết nói gì hơn, thì thấy bà con của mình đó khỏe giảm bệnh vậy là rất là mừng và hạnh phúc rồi, niềm vui lớn nhất của Khánh với gia đình luôn. Rồi Khánh chào bà cô bác nha, để chuẩn bị tiếp một người chú nữa, người chú ở Dầu Tiếng Bình Dương á. Rồi Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem nè, ở phía sau lưng Phong á là một cây vàng thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á là giấy tờ ở bên đây á là bên Sở Y tế, nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Và cũng mừng cho hai đứa con luôn. Cũng cô bác nào tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ ông bà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, vì viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi, cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi Phong thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp á, thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình